Sao Sunny ơi, Sunny à, Sunny ơi, hôm nay Sunny về nhà ngoại chơi, Sunny thích không? Ừ, Sunny chơi với ba mẹ suốt 3 ngày luôn. Sunny ơi, la 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 la, Sunny đang làm gì đó? Hồi nãy giờ Sunny nói chuyện lắm mà, sao tự nhiên bây giờ Sunny không nói nữa? Sunny căng thẳng vậy. Ôi ôi, mình phải tập làm diễn viên chứ. Ừ, thấy quay phim thì quay chứ, mình phải diễn chứ. Ừ.